Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình đây. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai trên hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Genshin Impact. Ok, Genshin Impact. Bởi vì sao? Bởi vì hôm nay mình sẽ chơi Genshin Impact mọi người ạ. Đấy. Thì nếu như anh em nào mà theo dõi kênh của mình thì mình nghĩ rằng là chắc em cũng đã từng xem một hai video làm về Genshin Impact của mình rồi đúng không mọi người? Đấy. Thì hôm nay tự nhiên mình lại nổi hứng, mình muốn chơi lại Genshin Impact mọi người ạ. Cho nên là hôm nay sẽ không phải là một video Minecraft hay là Mini World, mà hôm nay sẽ là một video về Genshin Impact nha. Bạn nào thích chơi tựa game này thì có thể xem nha. Lý do vì sao mà tự nhiên mình lại muốn chơi lại tựa game này là do là hôm nay mình nghe nói là nó mới ra hình như là ba con nhân vật mới với lại là có thêm vũ khí mới đó mọi người ạ. Cho nên hôm nay mình phải vô mình review ngay để cho những bạn nào mà người ta lâu lắm rồi chưa chơi Genshin giống như mình có thể cập nhật được game nó có cái gì mới nha. Ok, thật ra thì mình cũng mới chơi lại thôi chứ mình cũng không biết gì đâu, chẳng qua là mình đọc trên mạng á. Ok bạn ơi, thì nói chung là như thế rồi. Đây thì đầu tiên là phải nói đến ba con nhân vật mới mà mình mới vừa nhắc ở đầu video mọi người ạ. Thì hiện tại là đã có một nhân vật đã được cho vào game rồi, còn hai nhân vật còn lại thì mới ra mắt thôi, cho nên là chưa có trong game mọi người ơi. Thì ba nhân vật này của chúng ta là nhân vật nào, và ba nhân vật mới mà mình mới vừa nói trong video là những nhân vật nào, thì bây giờ mình sẽ bật mí cho mấy bạn nha. Đầu tiên là phải nhắc đến một nhân vật nữ vô cùng xinh đẹp với sở hữu 5 sao, đó chính là Kamisato Ayaka. Về kỹ năng thi triển cũng như là cách sử dụng in-game của nhân vật này thì nhân vật này thuộc hệ băng, gây sát thương nhanh và với diện rộng trong thời gian ngắn. Và với tấn công thường sẽ được thực hiện với 5 lần đánh liên tiếp và lướt về phía trước ở một cự ly ngắn, gây ra sát thương cao. Thiên phú của cô nàng này là chiêu hất tung kẻ địch bằng hoa băng trên diện rộng với lượng sát thương kèm theo vô cùng khủng khiếp. Bên cạnh đó, cô nàng còn có thể ẩn thân như một ninja khi có thêm thiên phú lướt dưới lòng đất, hay còn được gọi là trạng thái Xeno. Ở trạng thái này thì cô nàng có thể lướt được ở trên mặt đất cũng như trên mặt nước với tốc độ cực nhanh, kèm theo lượng sát thương kha khá khi chòi lên. Tuy nhiên, tuyệt chiêu khủng nhất của Ayaka đó chính là chiêu nộ với lượng sát thương vô cùng cao và bao trùm một vùng rộng lớn, và ngay lập tức đóng băng kẻ địch, đồng thời đẩy lùi chúng ra một khoảng cách khá xa. Có thể nói Ayaka là một cô nàng waifu vừa xinh đẹp lại vừa công thủ vô cùng toàn diện. Thật quá là bá đạo đúng không nào các bạn? Và hiện banner của Ayaka vẫn đang trong thời gian mở và tất cả mọi người đều có thể có cơ hội sở hữu cô nàng waifu vạn người mê này. Hãy nhanh tay vào game và bật cầu nguyện lên để thử vận may ngay luôn nhé. Và nhân vật thứ hai đó chính là một nhân vật nữ có tên là Yoimiya, là một nhân vật sử dụng vũ khí là cung vô cùng ngầu. Cô nàng này chính là một nhân vật hệ hỏa thứ hai, chỉ sau mỗi Amber mà thôi. Và cô nàng này cũng sử dụng cung. Tuy nhiên, khác với Amber thì Yoimiya có vẻ bá đạo hơn về tính cơ động. Theo như những gì được kể thì nhân vật Yoimiya này là chủ nhân của một tiệm bán pháo hoa và được xưng là nữ hoàng của lễ hội mùa hè. Những lễ hội lớn nhỏ được tổ chức hàng năm ở thành Inazuma đều sẽ có những màn pháo hoa vô cùng công phu. Và banner của nhân vật Yoimiya này hứa hẹn sẽ được ra mắt vào khoảng giữa tháng 8. Và trước khoảng thời gian này chúng ta sẽ được xem video trailer của nhân vật này cùng hóng xem cốt truyện đằng sau cô nàng waifu hệ lửa này là như thế nào nhé. Và nhân vật thứ ba sẽ là một nhân vật vô cùng dễ thương cute fo mai que, đó chính là nhân vật Loli, gấu mèo sát thủ Sayu. Và mình chắc chắn một điều rằng đây sẽ là một sự bùng nổ cuối cùng còn thiếu của bộ tứ Loli cute fo mai que của Genshin Impact. Khỏi phải nói thì cũng biết fan trung thành của Genshin Loli, Genshin Impact đang hóng chờ cô nàng này đến nhường nào rồi đúng không? Gấu mèo Sayu được giới thiệu là một nhân vật 4 sao hệ phong và là một sát thủ ninja. Sayu khao khát được cơ hội cao thêm, chắc là do lùn quá nên mong được cao thêm á các bạn. Và vì điều đó nên cô ấy đã thực hành nhẫn thuật của mình, có thể ngủ được mọi lúc mọi nơi. Với cô bé này thì ngủ và cao lớn luôn là ưu tiên hàng đầu của cô. Và banner của cô bé Loli này sẽ được xuất hiện vào giữa tháng 8 tới đây. Thì đó chính là ba nhân vật mới của Genshin Impact đó mọi người. Nhưng mà hơi tiếc một tí á, là chỉ mới có nhân vật Kamisato Ayaka thì mới được update vào game thôi. Còn hai bạn nhân vật kia thì hiện tại vẫn chưa được cho vào game mọi người ạ. Cho nên là hơi tiếc một tí. Nhưng mà không sao, có được nhân vật là được rồi. Bây giờ mình sẽ vào để mình quay thử cái nhân vật mới này nha mọi người nha. Thì đầu tiên á, để có thể quay được nhân vật này thì mình cần phải vào trong cửa hàng. Thì đầu tiên thì mình sẽ mua mấy cái quả cầu này để cầu nguyện nha mọi người nha. Đây, mình sẽ mua nhiều nhiều một tí. Ok. Ôi chết, không đủ luôn rồi. Trời trời, tính ra đắt dữ cho ta. Ok, sau đó tôi sẽ vào trong phần cầu nguyện nè các bạn ạ. Rồi ok.
chúng ta sẽ cầu nguyện tiếp nha mọi người. Hồi nãy là cầu nguyện lại không ra nè, bây giờ thử thêm lần nữa coi nó ra không nha. Đấy, ui, ánh sáng tím mọi người ơi, ánh sáng tím là tôi thấy là có chút gì đó may mắn rồi đó. Ok, kiếm huyết rồng mà trời, cái này không cần. Ơi, bây giờ là mấy cái vũ khí thì mình sẽ cho qua hết luôn nha các bạn nha. Mình chỉ coi coi nó ra nhân vật hay không nha. Còn mấy cái đồ này thì mình cho qua. Ui, cái gì đây? Tại sao lại ra con này nữa? Trời, xui dữ vậy trời. What the hell? Oh no, đừng có nói tôi là tôi quay hết đống xu của tôi mà chưa ra được con nhân vật nha. Thử thêm lần nữa nha các bạn. Vô. Lại có ánh sáng tím nè. Quay lần nào cũng ra ánh sáng tím hết nhưng mà mãi chưa thấy ra nhân vật các bạn ơi. Khổ hết sức. Ê, rồi. Tôi là thấy bắt đầu tôi thấy cái mùi vậy nha. Nhân vật đâu? Nhân vật gì đây? Trong Jun. Thật sự thì những nhân vật này rất là đẹp. Nhưng mà tôi cần lại cần nhân vật mới cơ. Nhân vật 5 sao cơ. Trời là trời. Cho tôi nhân vật 5 sao đi. Để thử lại coi. Ok. Rồi mấy bạn ơi, mấy bạn thấy không? Chưa gì là mình thấy có mùi hơi xui xẻo rồi đấy. Hiện tại bây giờ mình chỉ còn có 10 quả cầu để cầu nguyện thôi. Mình sẽ dùng luôn nha các bạn nha. Ok. Không biết lần này có ra hay không đây. Nếu như không ra là mình sẽ phải nạp thêm tiền mọi người ạ. Đấy. Mà nạp đâu phải ít đâu, lần nào nạp là cũng phải nạp vài triệu vô đó mấy ông ạ. Ok. Cho tôi nhân vật mới đi. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Mấy ông có hiểu cái cảm giác mà chán chả muốn nói luôn không mấy ông? Hả? Hả? Mấy ông hiểu cảm giác của tôi không? Đau tim quá mọi người ơi. Tôi không biết là mấy ông chơi Genshin Impact là mấy ông sẽ nạp bao nhiêu tiền vào game này. Nhưng đối với tôi nha, là quay không ra nhân vật là tôi phải nạp thêm để tôi quay tiếp. Trời trời, đúng là nhân vật mới siêu VIP mọi người ạ. 5 sao cho nên là quay rất là khó ra luôn. Mình phải nói là con này nó quay nó còn khó ra hơn cả gọi là con CR lần trước nữa bạn. CR lần trước mình quay rất là dễ ra nha. Còn nhân vật lần này hơi khó ra thì phải. Ok, không biết lần này là sẽ có ra được hay không đây. Ok, mình sẽ cầu nguyện X10 luôn nè. Đấy, mình là mình thấy nó có sao tím rồi nè mọi người. Nó mà ra trùng nhân vật thêm một lần nữa thì tôi cũng lạy luôn nha. Mấy cái vũ khí tôi bỏ qua hết. Tôi không thèm xem vũ khí. Tôi xem nhân vật thôi. Nhân vật này tôi có rồi mà. Trời ơi. Nhân vật này tôi có rồi các bạn ơi. Tôi đâu cần nhân vật này đâu. Rồi sao mà xui xẻo quá vậy trời. Ok, không sao cả. Từ nãy giờ các bạn, mình quay là ra được 3 con nhân vật đứng đằng sau rồi nè. Chỉ có mỗi con này là mình chưa quay ra được thôi. Bây giờ mình sẽ thử thêm một lần nữa nha các bạn nha. Ok, cầu nguyện nè. Ui, sao vàng. Sao vàng nó may mắn hơn sao tím mấy bạn ơi. Sao vàng may mắn hơn sao tím nha. Bây giờ tôi chắc chắn là trúng rồi nè. Nè nè. Không coi à. Nhân vật mới nè. Ra nhanh đi trời ơi. Tàn vũ khí không vậy. Nhân vật mới. Quá xịn sao không bao cười luôn các bạn ơi. Ok. Tốn 2 củ để có thể có được con nhân vật này mới nè các bạn ạ. À không, nói chính xác ra là 2 củ rưỡi. 2 triệu rưỡi để có được nhân vật mới nha các bạn nha. Nha các bạn nha. Nhân vật này là dùng hệ băng mọi người ạ. Nhân vật dùng hệ băng nha. Thì bây giờ tôi sẽ thử đem nhân vật này ra để tôi chơi thử coi nó có xịn xào con bò cười không nha các bạn. Ok. Đây, thấy nè đây. Đổi nè. Rồi. Ok. Thì đầu tiên phải thấy rằng mấy bạn có thể thấy rằng là nhân vật này là một nhân vật khá là nhỏ nhắn xinh xắn cute phome que các bạn ạ. Và nhân vật này khi di chuyển á thì nếu bạn chạy nhanh á thì nhân vật này sẽ lặn xuống dưới đất. Đấy, y hệt như là nhân vật hệ nước luôn các bạn ơi, nhân vật hệ nước khi di chuyển thì cũng sẽ lặn xuống dưới đất như thế này. Kỹ năng này sẽ rất là tiện cho những bạn nào muốn kiểu trốn mấy con quái á, có thể lặn xuống đất thế này nè, rất là tiện luôn. Ok. Còn về phần đánh á thì hóa ra nhân vật này cũng sử dụng kiếm mọi người ạ. À. Mới đầu mình nghe một cái tin đồn bảo rằng nhân vật này là sẽ sử dụng bằng quạt mà ta sao giờ vô dùng bằng kiếm ta. Ui, đánh kỹ năng nhìn cũng đẹp phết chứ bộ. Ok. Rồi để mình xem coi chiêu E của nhân vật này sẽ là gì nha các bạn. Mình sẽ thử dùng nha. Nhân vật này có cầm quạt nha, nhưng mà không phải là đánh bằng quạt đó mọi người ơi, dùng quạt để hất lên nha. Đấy, nó sẽ tạo ra một cái băng ở xung quanh. Và cái băng này có thể dùng để tấn công quái vật được. Bây giờ mình sẽ đi kiếm thử coi có con quái vật nào gần đây để mình test nhân vật này cho các bạn xem nha. Ok bạn ơi, thì chưa gì là tôi đã thấy đối thủ ở trước mặt tôi kìa mấy ông. Đấy, trước mặt tôi là một
Người ta một con boss level 33 mọi người ạ. Thì đây là nó hệ lửa nha. Hệ lửa mà đấu với hệ băng là hợp lý luôn á. Đây nó sẽ xuất hiện xung quanh người tôi nè, biết ngay biết ngay. Đấy, con này là nó cũng biết lặn xuống dưới luôn mọi người ơi. Thì với nhân vật của chúng ta thì nhân vật chúng ta rất là hay, có thể lặn xuống dưới được, tránh được đòn đánh của kẻ thù. Và sau đó tấn công. Nhưng mà hiện tại nhân vật của tôi mới mua cho nên tôi chưa kịp thăng cấp cái kiểu, tôi chỉ mới đổi vũ khí lên tí thôi cho nên là nhân vật của tôi vẫn còn hơi yếu, chưa mạnh lắm. Thấy được kẻ địch xung quanh mình nè. Ok, tôi sẽ thử dùng kỹ năng cái nha các bạn. Kỹ năng là sẽ hất cái quẹt lên trên trời và tạo ra băng băng xung quanh người của mình mọi người ạ. Ok. Ủa, ở đâu rồi? Đó, con quỷ này di chuyển nhanh thế. Ok. Tôi sẽ thử đánh để tôi lấy cái quy của nhân vật mới này xem coi nó có thể dùng quy của nó sẽ dùng để làm được gì nha các bạn nha. Ok. Con này ra chiêu khá là nhanh mọi người ạ. Cái tốc độ đánh con này khá là nhanh, hất tung liên tục kẻ thù luôn, khiến cho nó không thể nào đứng dậy được luôn các bạn ơi. Tính ra vậy thì cũng hay phết nha. Kiểu như là mình quýnh liên tục kẻ thù không kịp đứng dậy luôn các bạn. Đấy, bạn để ý nè, con này từ nãy giờ nó nằm liên tục luôn, không kịp đứng dậy với mình luôn các bạn. Rồi, ok các bạn ơi, thì chiêu quy của mình nó đã được xong rồi nè các bạn. Bây giờ đầu tiên thì mình cần phải hồi máu cho con này đã. Con này hơi yếu bạn ơi. Ok, sẽ lấy nhân vật này ra để hồi máu nha. Ui, rồi ok. Chết rồi, nhân vật của mình đang bị yếu máu bạn ơi. Tại vì mình mới mua ẻm cho nên là ẻm vẫn còn hơi yếu, chưa được mạnh lắm mọi người ạ. Ok rồi, cái con kia rồi. À đây, thấy rồi. Thấy mày nè con. Cái gì kỳ vậy? Cái gì vậy, tôi còn chưa kịp sử dụng kỹ năng mà. Ok các bạn ơi, do là hồi nãy tôi chơi hơi ngu các bạn ạ. Là do là nhân vật này tôi mới mua, nó chưa được mạnh mà tôi đã đi đấu với con boss rồi cho nên tôi hơi ngu một tí. Ok, bây giờ tôi quyết định là tôi chuyển qua tôi đánh với mấy con lính lét như thế này để test skill trước. Đấy, cho anh em xem trước thôi. Rồi một tí nữa tôi nâng cấp con nhân vật này mạnh hơn tí rồi mình sẽ đi đánh boss sau, các bạn hiểu không? Ok, thì bây giờ mình vẫn đang đánh nhau với mấy con hệ lửa nè các bạn. Ấy, hệ băng rồi đấu với hệ lửa là hợp lý quá rồi còn gì nữa đúng không? Ok. Ấy, chưa gì mà tôi thấy tôi cũng đang bị mất cái cục máu nè anh em. Rồi, bây giờ tôi có chiêu quy rồi nè. Bây giờ tôi sẽ test chiêu quy cho anh em xem nha. Nãy chưa kịp test là chết queo mất tiêu rồi. Ok, tiến lên, lại gần con mạnh nhất là con bên đây nè. Ê, ê. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ok mấy ông ơi, và tôi lại tiếp tục phát hiện ra tôi lại chơi ngu nữa rồi mấy ông ạ. Mấy con vừa rồi nó cũng rất là mạnh cho nên giờ tôi chuyển qua tôi đánh với hệ nước, đi hệ băng đấu với hệ nước có vẻ nó hợp lý hơn là đấu với hệ lửa đấy. Ok, thì con nhân vật này chúng ta khi tấn công vào hệ nước thì nó có thể làm đóng băng những con quái hệ nước lại mấy bạn ạ. Đấy, thấy không? Đóng băng được mấy con slime lại tại vì nó đang là hệ băng mà đúng không? Đấy, giờ tôi sẽ sử dụng mấy kỹ năng cho anh em xem nha. Giờ đợi một tí đi, để tôi hồi được cái kỹ năng quy đi, tôi thử cho mấy ông xem. Từ nãy giờ tôi muốn thử cái quy cho mấy ông xem mà từ nãy giờ tôi chưa kịp thử nữa, tôi bị chết mấy lần rồi. Xa, ok. Đấy, cái chiêu lặn thế này có thể giúp chúng ta né được. Ê, quy có nè anh em, test thử nào. Ô. Thì ra là chiêu quy có thể tạo được một cái dòng lốc xoáy. Mấy bạn ơi, wow, cái lốc xoáy này có thể tiêu diệt được những con quái khi nó đứng ở trong đó. Khá là xịn nha. Nhân vật này thì nó kỹ năng là như vậy đấy. Chiêu E là tạo được một cái làn gió từ bên dưới đất ngoi lên. Còn chiêu quy của con này, kỹ năng đặc biệt của nó thì lại có thể tạo được một cái lốc xoáy băng mọi người ạ. Rất là xịn nha. Thì đó, chiêu thức của nó là như vậy đó. Anh em nào mà thích chơi mấy con nhân vật như thế này thì anh em có thể mua ngay để về chơi thử nha. Ok, bây giờ tiếp theo nữa là chúng ta sẽ đến với phần là vũ khí mới nha mọi người. Rồi ok bạn ơi, và vừa rồi chúng ta đã test và mua được nhân vật Kamisato Ayaka rồi. Thì phải nói là mình tốn khoảng 2 triệu rưỡi để ra được nhân vật này. Nhưng mà thôi không sao, 2 triệu rưỡi cũng đáng mà. Bởi vì nhân vật này cũng là một nhân vật khá là đặc biệt và 5 sao và khá là mạnh đấy. Chẳng qua là bởi vì là mình chưa có nâng cấp vũ khí với lại nâng cấp nhân vật lên, cho nên là mới đầu trận thì có lẽ là hơi yếu một tí thôi. Nhưng mà nâng cấp lên thì sẽ rất là mạnh nha, bởi vì 5 sao lần mà. Ok, rồi, và con nhân vật này hiện tại thời gian quay còn lại là chỉ còn có 11 ngày thôi, cho nên anh em hãy cố gắng quay trong 11 ngày này nha. Không thôi là anh em sẽ mất cơ hội để quay nhân vật này đó. Rất là tiếc luôn đó nha. Ok, rồi, và trong bản cập nhật mới lần này của chúng ta còn có thêm phần là vũ khí mới đó mọi người ạ. Thì mấy bạn thấy đây, ở đây nó có rất là nhiều vũ khí mới luôn. Và trong đây mình đang để ý đến một cái cây có tên là Thương Sóng Thiên Không mọi người ạ. Cái cây này khá là xịn, có đến tận 5 sao. Là cái cây này mình nghĩ rằng nó sẽ rất là thích hợp với con nhân vật CR của mình. Bởi vì là trong Genshin Impact thì mình thích nhất là CR, bởi vì kỹ năng của nó khá là mạnh. Cho mình nghĩ rằng mình sẽ
quay ra cái cây thương này nha. Và nếu mà may mắn thì mình hy vọng là mình sẽ quay được thêm cái cây kiếm đơn này nữa, cái cây ánh sáng đêm sương mù. Đó, cây này là cũng sẽ khá là VIP đấy. Nói chung là năm sau là VIP rồi. Đó, năm sau là VIP nhất rồi. Ok. Rồi, thì mình mới vừa nạp thêm tiền vào, mình nạp thêm 2 triệu nữa bạn ạ. Có nghĩa là cái video hôm nay mình đã tốn khoảng 5 triệu cho cái video hôm nay để mình quay được nhân vật mới và vũ khí mới nha. Bây giờ mình sẽ vô quay vũ khí mới nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ cầu nguyện vũ khí mới nè. Để xem cái lần này mình sẽ trúng được cái gì đây. Sao vàng mấy bạn ơi. Lâu quá không chơi mình quên mất sao vàng nó VIP hơn sao tím mọi người ạ. Bây giờ là có sao vàng là chắc chắn là có vũ khí mới xịn nè. Đây mấy cái vũ khí này bỏ qua đi. Mình sẽ coi coi vũ khí mới năm sao gì đây. Yeah. Hương sóng thiên không. Ở gì? Xương sóng thiên không. Oh my god. Cây này là cây mình rất là thích. Yeah, trúng được rồi. Và mình trúng được thêm nhân vật Barbara nữa. Nhưng mà về nhân vật này mình có rồi. Ok các bạn ơi, trúng được cây thương rồi. Đấy, quá xịn luôn. Bây giờ quay tiếp để lấy được cái cây kiếm màu tím này nha các bạn nha. Quay tiếp để lấy cây kiếm nè. Không biết có được sao vàng nữa không đây. Ô, oh, sao tím các bạn ơi, không có sao vàng rồi. Chỉ có sao tím thôi. Hơi tiếc một tí. Nhưng mà không sao. Mình coi coi sao tím là ra cái gì đây. Sao tím thì mình được một cái quyển sách Tây Phong Mật Điển. Ok. Nói chung là đem về để cường hóa mấy cái đồ thôi. Chắc là cũng được. Ok. Rồi. Lần này thì mình sẽ quay tiếp. Nói chung là mình sẽ cầu nguyện hết cái đống tiền này của mình coi coi để xem coi có ra được cái cây kiếm màu tím không nha các bạn nha. Tôi thấy nó không có sao vàng rồi, tôi biết là nó không ra rồi đó. Rồi, không ra các bạn ơi. Thêm một lần nữa, mình vẫn còn 25 quả cầu nguyện nữa. Ok. Thêm một lần nữa nha. Oh my god, lại sao tím mấy bạn ơi. Không có sao vàng. Buồn thế nhờ. Nếu như mà nó ra sao vàng thì mình còn được, hiểu không? Ok. Không sao, vẫn còn một lần để thử nữa mà. Thử tiếp. Thử tiếp thôi bạn, không có gì cả. Không có gì phải buồn cả, ok. Thử tiếp nha. Thêm một lần nữa nè. Sao vàng. Sao tím mấy bạn ơi, không có sao vàng. Ok, được cái gì đây. Tây Phong kiếm, cây này mình có rồi. Oh my god. Rồi, bây giờ mình còn 5 quả cầu nguyện nè. Mình sẽ thử dùng 5 quả cầu nguyện này luôn. Quá. Ok. Thấy sao màu xanh là thấy không ra rồi đó. Sao màu xanh này lại không ra rồi bạn ơi. Ok, 2 lần nữa. Mình sẽ quay hết luôn để coi coi nó có may mắn thì nó ra. Không thì thôi, xui thì thôi bạn ạ. Ok bạn ơi. Nói chung là ở đây là có 2 món vũ khí VIP. Nhưng mà năm sau, nhưng mà mình chỉ quay được mỗi một cây thương thôi. Ok. Ok, để mình vào cái phần vũ khí, mình lấy cây thương cho CR của mình nha bạn nha. Mình sẽ đổi vào cây thương mới nè. Đây, cây thương 5 sao VIP. Lần trước là mình chỉ xài được cây thương 4 sao rồi, giờ mình chuyển qua cây thương 5 sao mọi người ạ. Ok. Rồi, đổi cây thương 5 sao nè. Mình sẽ cường hóa cây thương 5 sao này lên nha. Đây, cường hóa nó lên. Wow, thăng cấp nó lên các bạn ơi. Ok bạn ơi, thì mình đã quay ra được cái cây thương rồi đây. Thì bạn thấy cây thương khá là đẹp đúng không nào. Thấy nhìn nó rất là xịn sò con bò cười luôn bạn ơi. Năm sau lận mà. Bây giờ mình sẽ thử test đánh mấy con quái này thử xem như thế nào nha. Oh my god. Mình chỉ mới nâng cấp cái vũ khí của mình lên một tí thôi, cho nên vẫn chưa mạnh lắm. Nhưng mà nói chung là nó vẫn mạnh so với gọi là những cái vũ khí khác rồi. Tại vì năm sao lận mà. Đấy, ok. Wow. Nhìn đeo sau lưng khá là ngầu các bạn nha. Năm sao cho nên nhìn biết phải. Ok. Vô nào. Ơi. Thật sự là kỹ năng đánh thường của cái cây thương 5 sao này thì nó mạnh hơn cây 4 sao rất là nhiều. Ok. Wow, xịn quá bạn ơi. Rồi, thì vừa rồi chính là những thứ mới có trong Genshin Impact. Thì bạn cảm thấy những bản cập nhật mới này như thế nào thì bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha. À mà quên nữa, còn một cái nữa nha các bạn. Đó chính là bản cập nhật mới này, nó đã có thêm bản đồ mới cho các bạn khám phá rồi. Đây, bạn nhìn đây, đây chính là bản đồ mới này. Thì đây chính là bản đồ mới gì nào. Và sau bao ngày mong chờ thì cuối cùng nhà phát hành của chúng ta cũng đã chịu cập nhật bản đồ mới của vùng đất mới trong Genshin Impact. Nơi đây có một cái tên nghe rất là lạ tai luôn nha. Vùng đất Inazuma. Và như các bạn đang xem ở trên video thì vùng đất Inazuma này là một vùng đất được lấy thiết kế dựa trên cảm hứng của những ngôi nhà, những vườn hoa anh đào, những biểu tượng, những con người đặc trưng của đất nước Nhật Bản. Và người dân sống ở vùng đất Inazuma thờ phụng thần Loi, và theo những gì mà chúng ta được kể thì có vẻ ở đây đang xảy ra một trận chiến giữa dân thường và thần hết sức khốc liệt. Với phiên bản Inazuma vùng đất thờ thần Loi lần này, chúng ta sẽ có cơ hội được chạm mặt và sở hữu một số những nhân vật rất là hot. Chắc chắn sẽ là một câu chuyện vô cùng hấp dẫn đang chờ những nhà lữ hành khám phá ở vùng đất này.
Đó, đó chính là bản đồ mới của chúng ta đó. Thì mấy bạn cứ từ từ mà khám phá bản đồ mới nha. Còn mình thì mình chơi dở lắm, cho nên là hiện tại mình vẫn chưa có thể nào khám phá được bản đồ mới đâu. Mình còn phải làm thêm những cái nhiệm vụ còn sót lại trong đây nữa thì mình mới có thể tham quan bản đồ mới được. Ok, và các bạn thấy Genshin Impact bản cập nhật mới lần này như thế nào, nhớ bình luận lại cho mình biết nha bạn nha. Nếu bạn thấy thích video này, đừng quên hãy để cho Phong một like, một share và nhấn vào nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của tất cả thành viên của Hero Team để đăng ký hộ cho mọi người nha anh em. Và mình sẽ để mã code với lại là link tải game ở bên dưới phần mô tả. Những bạn nào mà muốn chơi thử game này có thể tải về chơi nha. Còn những bạn nào mà là game thủ của gì đây, game thủ đam mê tựa game Genshin Impact này rồi thì mấy bạn hãy nhớ cập nhật ngay phiên bản mới để chơi cùng Phong nha. Bye bye, hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Tạm biệt.